Sáng mùng 3 tháng 6, đoàn công tác do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực địa tại một số địa điểm triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã khảo sát, nắm bắt quy hoạch không gian phố cổ kéo dài, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công viên văn hóa Tràng An. Dự án đã được phê duyệt triển khai với diện tích trên 300 hecta, gồm nhiều phân khu chức năng như khu công viên cây xanh, khu dịch vụ, khách sạn, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, góp phần phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã nghe đại diện sở ngành doanh nghiệp báo cáo tiến độ triển khai một số dự án liên quan, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến khảo sát tại một số địa chỉ khảo cổ học thuộc khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, thăm nhà trưng bày di sản văn hóa thời Đinh Tiền Lê, nơi hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về mặt lịch sử văn hóa, ghi dấu một giai đoạn vàng son hơn 1.000 năm của kinh đô Hoa Lư. Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư xây dựng bảo tàng tỉnh, các dự án tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư và hướng bảo tồn bảo tàng phục dựng. Hoạt động khảo sát thực địa là căn cứ quan trọng để tỉnh kịp thời định hướng, lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án, góp phần bảo tồn phục dựng và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa vùng đất cố đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.